trở lại khi C vẫn còn là một sự kiện trực tiếp, chúng tôi đã nói chuyện với những người ở Real Grafen về cách họ sẽ thổi bùng tâm trí của mọi người bằng công nghệ pin đột phá của họ. Vấn đề lớn là pin dựa trên Grafen sạc rất nhanh. Chúng tôi đã thử dùng Apollo Ultra sắp tới của Elexed và nó có thể nạp đầy dung lượng 10.000 mAh trong nửa giờ một cách dễ dàng. Điều này thực sự đến nhà khi bạn nhận ra hầu hết pin ở mức công suất này phải mất vài giờ để được sạc đầy. Hiệu suất của Apollo Ultra phụ thuộc một chút vào việc có bộ sạc 100W. Nhưng cực âm Grafen mới là thứ đang thực hiện công việc nặng nhọc ở đây. Thư giãn, chúng tôi chỉ cần đạt được điều đó. Đầu tiên, chúng ta hãy làm mới nhanh về cách hoạt động của pin lithium sừng. Tóm lại, một cục pin có hai ngăn chính được ngăn cách bởi một lớp màng xốp. Khi bạn sạc pin, nó sẽ kéo các electron từ ngăn này sang ngăn khác. Màng ngăn không cho các electron đó trôi ngược trở lại ngôi nhà tự nhiên của chúng ở phía xuất phát. Khi mạch pin được hoàn thành bởi một thiết bị cần một ít nước, các electron đó sẽ quay trở lại. Vì vậy, những electron đó chạy qua tất cả các vòng mà chúng cần để quay trở lại điểm xuất phát, do đó tạo ra dòng điện tuyệt vời mà chúng ta cần xem video về mèo trên YouTube. Bây giờ, những electron này cần một nơi nào đó để làm lạnh ở hai bên. Theo truyền thống, phía cực dương tích điện âm của pin lithium sừng sử dụng than chì. Đó là carbon, nó ổn định. Và nó chỉ đủ bám vào các electron để chúng sẽ ở lại đó, nhưng không bám đến mức chúng không thể bị kéo ra. Cực dương là phía kéo các electron khi bạn đang sạc pin. Grafen là một lớp đơn phân tử của than chì. Do cấu trúc này, Grafen thậm chí còn ổn định hơn graphite. Nó cung cấp một mạng tinh thể duy nhất để các điện tử cố định vào bên trên và bên dưới tấm mà không để các tấm khác va vào, như với than chì. Grafen có thể dẫn điện hơn đồng 70%, giúp cải thiện nghiêm trọng hiệu suất sạc pin. Grafen đã được nghiên cứu trong nhiều năm và cho thấy rất nhiều hứa hẹn. Những tiến bộ trong công nghệ pin còn rất ít và rất xa. Vì vậy thật thú vị khi chúng thực sự được tung ra thị trường. Mặc dù đó là tin tuyệt vời cho những ai trong chúng ta đang tìm cách nạp tiền điện thoại, máy tính xách tay và máy tính bảng một cách nhanh chóng, nhưng vẫn có những ứng dụng quy mô lớn hơn cần lưu ý. Thật dễ dàng nhận thấy pin điện thoại thông minh di động dựa trên Grafen cuối cùng sẽ được phát triển như thế nào thành pin thương mại quy mô lớn để sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.